Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin cúc áo chịu nhiệt cao của hãng Maxell. Đây là viên pin thường được sử dụng trong các cái cảm biến áp suất lốp của ô tô. Vì trong nó thì các bạn biết là nhiệt độ nó sẽ khá là cao, nên nó sẽ cần loại pin đặc biệt để nuôi cho cái bộ cảm biến nó truyền tín hiệu về bộ xử lý trung tâm. Thì đây là viên pin có mã là CR2050HR. Thì chữ HR có nghĩa là chịu nhiệt cao đấy ạ. Nó có thể chịu nhiệt lên tới là 125 độ C. Và cái mã 2050 có nghĩa là đường kính là 2 cm. Và chiều dày này này là 5 mm. Cái pin này được hàn sẵn chân rồi. Có cực âm và cực dương. Đây là cực dương và âm để các bạn gắn vào trong cái cảm biến của bánh xe ô tô. Viên pin này là của hãng Maxell, điện thế 3V và được sản xuất tại Nhật Bản. Thường thì chúng ta sẽ phải thay cả 4 cái viên pin này định kỳ. Hoặc là khi nào hết thì chúng ta thay cũng được. Vì nó lắp trong nên nhiều khi là thay cũng hơi khó khăn. Và cần cái người có kinh nghiệm thợ thay chẳng hạn. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin cúc áo chịu nhiệt của Maxell CR2050HR, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.